Xin chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Thì Khoa đang có mặt ở phía trước căn hộ mẫu của dự án Tumis Phú Mỹ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì đây là một dự án đầu tay của chủ đầu tư này, và đây là phân khúc cao cấp đầu tiên của khu vực Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu, chuẩn bị sẽ mở cửa để chào đón những vị khách hàng đầu tiên đến tham quan của dự án. Thì Khoa được biết là khu vực của chúng ta sẽ đang rất là thiếu những cái căn hộ mà có trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp của khu vực mình, đang rất là tốt cho các chuyên gia và mua căn hộ và sở hữu. Khoa xin dẫn cho các anh chị và các bạn chúng ta cùng vào bên trong căn hộ mẫu để xem chủ đầu tư sẽ thiết kế và bàn giao các nội thất như thế nào.